Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, uống cùng Rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiếu cùng Rap Việt. Let's go. Đã có muốn quay về thời bé lúc ấm áp với gia đình, chẳng nghe chẳng ngủ phiền, và mọi thứ cứ thế nói tiếp luôn phiền. Let's sing it out. Ia ia ey, một lần để cháu ta sẽ giữ thêm bao điều hay. Ia ia oh, một ngày trở về tuổi thơ cho ta bao niềm vui sắc màu. Vậy sẽ làm gì? Nhảy dây kéo co hay là bắn bì? Bắn bi, banh bóng hay là đạn cồng, đủ cả đám đủ bắt bịt mắt 50 thi nhau chạy trốn trên những cánh đồng. Ta sẽ làm gì nếu như chỉ có một ngày, sẽ chinh phục hết mọi trò chơi với bộ đạo đá bàn này, sẽ giành được tối đa số điểm trong các cuộc thi, hay là đơn giản ước mình ngây thơ như ban đầu, là vô tư không lo âu, không so đo không đau đầu, là hồn nhiên tin vào thần tiên, tin vào phép màu từ những câu chuyện kể ngày xưa, hay là các kịch hoạt hình mỗi lần được phát sóng như là dính vào màn hình không thể thoát khỏi sức nóng, kéo ra khoảng điện tử với anh em đông thiệt đông, có quá nhiều thứ mà ta đang muốn vẫn chưa thể hoàn thành xong lại. Yeah, sẽ sửa những lỗi sai, cho mình cái bắp tay vì tội mất đại hay cãi lại, có nhiều thứ cần thay đổi nhưng có nhiều điều vẫn giữ nguyên, là an nhiên bình yên là từ lời nói đến tâm sự. Ngày thơ bé đồ đủ chạy khắp nơi vào tháng năm, vì chiến đấu so đo. I was a young bad kid with my purposes, step back on the street và những đám đông rộng như là circus, cả làm lúc nào cũng hóa điên đúng như kiểu Russian madness. Mãi mê chạy đùa là hết giữa góc đường lê, nhưng nát chân đẹp lần đầu ta biết từ rap là nghe những tiếng trống buông bét ở giữa những con đường tên phụ bạc tay vợt nghe nhạc too bad Mozart cho mình cái map flow. Hồi đó ta đã thích flex close eyes, ta đã cùng khai là sẽ đời Việt Nam lên trên cái map đâu câu gì da mài ấm trên đầu thì dâu kịch kẹp playground sẽ vẫn quên tao giữa cả trận đấu, đủ chỉ một cái cầu khi với Nike on my toes and never let it go like frozen, yeah you know mặc cả cảnh trên xin thật xịn quậy phá như baby kid, một thằng nhóc thích ngại bị mẹ mang suốt ngày phải chạy đi, nhưng mẹ biết rằng tôi sẽ luôn trở về khi người thấy mua cà ri, và những ký ức đó sẽ theo tôi mãi đến lúc tôi ra đi. Bless thơ bé nô đù. Yeah, yeah, yeah. Ok now move, đứng lên, đi theo ta và thoát khỏi social media. Move quá lâu trong thế giới ảo sẽ cho bộ não cảm thấy dần mù, chẳng còn được linh hoạt như cái thời trước khi xã hội lên 4.0 nào trở về, lúc chỉ có những cuộc chạy chơi cùng với đám đông, hết đứa này đến đứa khác, hết trò này đến trò khác, không phải e ngại hay dè chừng với những soi xét đôi cả ánh mắt, xếp thùng cắt tóc làm áo giáp xếp tờ giấy đôi, cầm tay nắm bắt hay là vùng đầu cắt hoặc tung xúc sắc, giải quyết khúc mắc cho đôi bên, nên là vui chơi đâu cần lo ai, đâu cần lo mai, đâu cần ai, đúng ai sai không quan trọng, chúng ta cần nhìn ra là bài học, kiềm chế tính nóng và cơn giận để tránh đại họa cho tương lai. Now give back to the childhood to be a good guy, ước mơ thì ngây ngất và niềm tin như đang vút bay bay bay. Каждый день заряжаюсь своим вайбом, всегда стараюсь делать так, чтобы вы всегда все сияли. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.